Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và hôm nay tôi quay lại các bạn với các bạn và giới thiệu cho các bạn thêm một vật mới. Và ở đây tôi có một thư mục chứa các file PDF là kết quả giấy chứng nhận kết quả học tập của các học sinh. Và các tên file này là được mặc định khi đặt tên file, với những tên là rất là khó nhớ và không biết được, và nhìn tên file thì chúng ta không biết được đó là file giấy chứng nhận của học sinh nào. Và ở đây có một yêu cầu đối với tôi là tôi có một cái danh sách học sinh chứa tên của các học sinh nằm trong thư mục này. Ở đây có 37 file thì yêu cầu là đổi tên các file này thành tên của các tên ở trong danh sách Excel này. Và lưu ý ở đây á là danh sách trong trong cái thư mục này, danh sách file trong các thư mục này đã được sắp xếp thứ tự trùng với tên file ở thư mục ở file Excel ở đây, thì khi đổi tên thì nó sẽ trùng khớp. Ví dụ như ở đây số thứ một là Nguyễn Phát, thì thứ hai sẽ là Đặng Tú Tài, ba sẽ là Giản Thái, tương tự trùng theo theo số thứ đây. Chúng ta đến đây là số 3 là Thái này. Số 10 là số 8 và Lê Thủy Trang. Đây, 8 là Lê Thủy Trang. Và tôi sẽ giới thiệu với các đến các bạn một phần mềm giúp các bạn đổi tên file một cách nhanh chóng, chỉ tích tắc trong vài giây. À, sau đây đó tôi xin giới thiệu phần mềm đó, và phần mềm đó có tên là Advanced Việt Nam. À, tôi xin phép mở phần mềm lên, hướng dẫn các bạn cách cách mà lên một cách nhanh chóng. Ở đây tôi xin phép xóa cái tên cookie đây. Sau khi phần mềm mở lên thì các bạn bấm chọn tiếp để làm gì? Tiếp để ta đưa danh sách các tên chúng ta cần được vào đây. Sau đó các bạn mở file Excel lên và các bạn copy các tên này. Copy các tên này và dán vào cái ô này. Như vậy ở đây chúng ta đã có 37 cái tên, tương đương với 37 cái tên trong file Excel này đã được sắp xếp thứ tự đúng với thứ tự mà có ở trong thư mục này. Bước tiếp theo là chúng ta bấm chuột vào thì name file ở đây. Ta chọn add và chúng ta chọn file. Ta di cái thư mục chứa cái tên file mà ta cần. Nhấn Ctrl A, chọn tất cả. Danh sách file đã được mở ra và tôi sẽ mở cái thư mục này lên cho các bạn quan sát. Đây. Các bạn có thể thấy đây là tên file của thư mục và đây là các tên mà tôi đưa vào, tôi copy từ file Excel, tôi đưa vào, tôi đổi các tên file này theo tên Excel ở đây mà tôi đã copy vào cái danh sách ở đây. Sau đó tôi nhấn Start để tiến hành đổi tên. Sau đó tôi bấm Start, thì sau khi bấm Start thì chỉ trong tích tắc vài giây, toàn bộ tên này sẽ được đổi theo danh sách mà tôi đã đưa vào.
Ok, các bạn có thể thấy ở đây danh sách đã được đổi và nó sẽ được sắp xếp theo theo alphabet, theo họ. Ví dụ tôi bấm vài cái tên xem nó đã đúng đúng cái tên trong ở trong giấy chứng nhận chưa nhé. Ví dụ là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, ai có tên là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh thì mở lên xem đúng chưa nhỉ. À đúng là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh. Ví dụ ở đây Nguyễn Đức Phát, đây Nguyễn Đức Phát lúc nãy là cái tên là lung tung, chưa đúng là tên của học sinh, mà giờ tên file là gì thì ở trong ruột nó tương tự như vậy. Ví dụ đây là Võ Lê Bảo Anh, đây là Võ Lê Bảo Anh. Ví dụ ở đây là Lê Văn Diệu Thi, trong ruột nó cũng là Lê Văn Diệu Thi. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm này. Để liên kết để tải phần mềm tôi sẽ để ở phần mô tả video, video của bài viết này trên YouTube hoặc trên fanpage Tin học và nhà trường. Thì khi tải phần mềm về á, thì các bạn sẽ có một cái file như thế này, file tên là Advanced Gnome Setup. Các bạn bấm xuất vật thành cài đặt, sau đó các bạn có xuất hiện các bạn để mặc định rằng là tiếng Anh, sau đó các bạn bấm OK. Sau đó các bạn ở đây có hai nút I Access và I Do Not Access, thì các bạn chọn cái nút phía trên, hai nút và các bạn chọn trên. Sau đó các bạn bấm Next. Các bạn bấm hai dấu tích ở đây. Tạo. Tạo biểu tượng trên desktop, sau đó các bạn Next để tiến hành cài đặt. Nhớ nha, các bạn phải bấm hai nút Next, hai cái dấu tích ở đây. Tổ để cài đặt. Sau đó finish, sau khi bấm finish thì phần mềm sẽ được khởi động lên và chúng ta có thể và các bạn có thể cái tôi đã hướng dẫn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn trong các bạn cách sử dụng phần mềm Advanced Gnome như hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm này trên trên máy tính. Hy vọng phần mềm này sẽ giúp các bạn trong quá trình đổi tên file hoặc thư mục một cách nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.